Em một tràng pháo tay cho các diễn viên của chúng ta.
Đèn chứ. Ôi trời ơi, trời ơi. Bây giờ biết lấy đâu ra tiền mà đèn cho người ta bây giờ hả trời? Thế là bình an mà có được bình an đâu. Ông ơi, bà ơi, tôi xin ông bà, tôi không có tiền mà đèn cho ông bà đâu. Bà tha cho tôi đi ông bà ơi. Bà đền đi. Bà làm hỏng xe tôi thì bà phải đền. Thế thì tôi phải đền ông bao nhiêu? Không nào, bà chắc bà phải đền đến 20 triệu. 20 triệu. Đúng, 20 triệu. Bà sai thì còn phải đền còn gì nữa. Tôi không có tiền để đền cho ông đâu mà. Ông tha cho tôi đi. Đây tôi có 20k. Ông cần tạm 20k là gì? Con
giỏi quá. Khi nào rảnh nhớ ghé qua nhà ông thử cho. Lần sau khi em gia giao thông, các ông bà nhớ thực hiện đúng luật giao thông. Ôi, các cháu quả thật là giỏi hơn ông bà nhiều. Biết thực hiện đúng luật giao thông mà còn chuyển luật giao thông thành vàng nữa. Cảm ơn các cháu, ông bà nhớ rồi. Chỉ hơi chiếc xe thôi, mọi người không sao là tốt rồi. Từ nay chúng ta cùng thực hiện tốt luật an toàn giao thông. Bởi vì an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người.